Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 11 năm 2021, gồm có nội dung sau đây, phần 9 và 10, chương 9, thiền thứ 3. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, Đỗ Hiếu xin kính mời quý vị theo dõi phần 9, chương 9, đề tam chiến khu Hòa Lạc do Đào Trường Phúc diễn đọc sau đây. Đề tam chiến khu, tức chiến khu Hòa Lạc. Tỉnh Sơn Tây từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, tức là ngày 9 tháng 3 năm 1945. Tỉnh Đảng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng do Phùng Đặng Đống lãnh đạo đã tham chính dưới danh nghĩa Thanh niên Bảo an đoàn. Nhưng vốn là những phần tử cách mạng đã mỡ ngỡ trong công việc hành chính, lại vấp phải bọn quan lại thực dân xảo trá. Phần khác thì ý chí hành động kém cương quyết và không thống nhất. Sự kết nạp đảng viên vào tổ chức lại quá ư bừa bãi, khiến đến ngày phong trào cướp chính quyền của Việt Cộng lan tràn đến tỉnh Sơn Tây, chỉ huy bảo an binh là Phan Kế Nhân đồng tình với Phan Kế Viễn, được lệnh của cha là Khâm Sai Phan Kế Toại phản lại Việt Nam Quốc dân Đảng, quay ra đầu hàng, trao hết lực lượng bảo an binh lại cho Cộng sản. Cộng sản đã làm chủ được tình thế, tỉnh Sơn Tây liền ra lệnh bắt tỉnh đoàn trưởng thanh niên là Chính Lạc Sơn và Nguyễn Văn Phát đem chôn sống. Tỉnh Đảng bộ Sơn Tây của Việt Nam Quốc dân Đảng bị phá. Phùng Đặng Đống cùng các đồng chí của ông rút lui về xã Sơn Đông, một khu tam giác lộ rất quan trọng của khu Tản Lĩnh, lập cơ sở chỉnh đốn lại hàng ngũ. Được ít ngày, Cộng sản đem quân đến đánh liên tiếp hàng tháng. Sợ bị bao vây chặt chẽ, Phùng Đặng Đống cùng các đồng chí Việt Nam Quốc dân Đảng lại rút lui vào Hòa Lạc, thuộc khu Xuân Mai, giáp chân núi Bà, tỉnh Hòa Bình, và núi Ba Vì, tỉnh Sơn Tây, cách con sông Bồ, lập chiến khu thủ hiểm. Nhưng gặp phải thủy thổ quá độc, các đồng chí bị ốm, bị chết nhiều, thuốc men cũng như lương thực đều thiếu thốn, nên lâm vào cô thế. Trước hoàn cảnh bất lợi ấy, Khuất Duy Tiến kéo đại đội binh mã Cộng sản đến tấn công liên tiếp. Nguyễn Khắc Trạch bị tử trận, Phùng Đặng Đống bị bắt trên giường bệnh, nhưng nhất định không chịu nhục, họ Phùng đã cắn lưỡi quyên sinh. Đỗ Văn Chính bị Cộng sản đón bắt thủ tiêu ngay trên đường xuyên rừng trở về Hà Nội. Một số bị công an Cộng sản bắt đi giam rồi thủ tiêu dần dần, nhưng một số lớn trốn thoát chạy đến hợp tác với các đồng chí ở chiến khu Việt Trì và Vĩnh Yên. Đệ tam chiến khu Hà Giang. Đầu năm 1944, Hải ngoại bộ Việt Nam Quốc dân Đảng tại Côn Minh phái một số cán bộ đã tốt nghiệp trường quân sự cán huấn đoàn và quân quan học hiệu, gồm có Nguyễn Văn Vĩnh, Trịnh Đình Lương, tức Hà Tam, Dương Thế Phượng, Vũ Tâm Ba, Nguyễn Đình Sự, Nguyễn Văn Tâm, Lưu Đức Thi và Nguyễn Văn Trọng đi hoạt động tại các biên khu. Những cán bộ này ngoài đảng vụ còn phụ trách công tác điệp báo cho hành doanh của quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Giấy tờ chứng thư đều do Tổng Hành Doanh tại Trùng Khánh cấp phát. Đoàn cán bộ Việt Nam Quốc dân Đảng xuất phát từ huyện Khai Viễn, tỉnh Vân Nam
Vào lúc sắp sửa lễ giao thừa, đêm 29 tháng Chạp, năm Quý Mùi, tức là ngày 24 tháng Giêng năm 1944. Ngày 25 tháng Giêng, tới huyện Vân Sơn, để Vũ Tâm Ba và Nguyễn Đình Sự ở lại đấy với quân đội Trung Hoa làm trạm liên lạc. Còn Nguyễn Văn Vĩnh, Trịnh Đình Lương, Dương Thế Phượng tiến về phía biên giới tỉnh Hà Giang do Nguyễn Văn Vĩnh chỉ huy. Nguyễn Văn Tâm, Lưu Đức Thi và Nguyễn Văn Trọng thì tiến về hoạt động phía biên giới tỉnh Lào Cai. Khi tiến tới biên giới tỉnh Hà Giang, đoàn cán bộ tạm lập ở cơ sở Bát Bộ, một chợ nhỏ thuộc Mà Lì Bố, cách đồn Quản Bạ, tỉnh Hà Giang độ 10 cây số đường rừng. Sau một thời gian hoạt động, công tác đi sâu dần vào nội địa tỉnh Hà Giang, qua các làng xóm tiếp giáp biên giới, tiến đến những tổ chức liên lạc và tuyên truyền vào các thị trấn Đồng Văn, Quản Bạ, Thanh Thủy, vân vân. Thời gian này, Nguyễn Văn Vĩnh được lệnh chuyển đi công tác địa phương khác và nơi đây được trao lại cho Trịnh Đình Lương phụ trách. Khi ấy, chính quyền Pháp đã biết tin có cách mạng Việt Nam về hoạt động ở biên giới, nhưng vẫn chưa rõ thuộc đảng phái nào, nên sự bố trí canh phòng càng nghiêm mật. Lính giõng được lệnh truy nã những người lạ mặt lui tới địa phương. Ban đầu, tuy có trở ngại ít nhiều cho công tác tuyên truyền của Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhưng trái lại, chính quyền Pháp đã vô tình truyền bá hai chữ cách mạng vào trong đầu óc của quần chúng, gián tiếp giúp cho đoàn cán bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng khai thác cơ hội tiếp xúc với quần chúng, giải thích cao trào cách mạng và bổn phận người dân vong quốc. Sang tháng 2 năm 1945, Trịnh Đình Lương thành lập được một chiến khu tại Mường Hun, cách đồn Quản Bạ 16 cây số đường rừng, kéo dài tới giáp đồn Thanh Thủy. Dân địa phương gồm có Thổ, Mán, Giao, vân vân, thuộc phạm vi những làng nằm trong chiến khu đều tham gia tổ chức và được chia thành nhiều đơn vị quân sự, mệnh danh là dân quân cách mạng. Mỗi đơn vị là một đại đội. Những đại đội trưởng được Ủy viên Trung ương Hải ngoại bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng là Hoàng Quốc Chính chứng nhận lễ tuyên thệ và cấp phát chứng minh thư trong một buổi lễ đại hội. Kế đó, một số cán bộ và đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng từ Côn Minh cũng tiếp tục được phái đến tăng cường hoạt động cho chiến khu, khiến cho cả Pháp lẫn Nhật thêm phần e ngại. Đột nhiên, vào hồi 22 giờ ngày 13 tháng 8, toán công tác gián điệp Hoa Kỳ hoạt động ở gần trạm liên lạc của chiến khu Maliba, hay là gọi là Mà Lì Bố, báo cho biết rằng Nhật Bản đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Tức thời, một hội nghị được triệu tập do Ủy viên Vũ Quang Phẩm chủ tọa vì Hoàng Quốc Chính vắng mặt đi công tác xa. Cuộc hội nghị thảo luận rất sôi nổi. Chủ tọa hỏi ý kiến thì đa số đề nghị cử Trung ủy Vũ Quang Phẩm cấp tốc lên Côn Minh xin chỉ thị Trung ương để thi hành. Trịnh Đình Lương bác đề nghị đó, yêu cầu toàn thể đồng chí hiện diện tại hội nghị phải nhập nội và khởi hành ngay sau buổi họp bế mạc để đoạt chính quyền Hà Giang. 4 giờ đêm hôm đó, đoàn cán bộ lên đường tiến vào Hà Giang. Vũ Quang Phẩm ở lại để trở về Côn Minh tường trình tình hình và nhận mệnh lệnh. Hà Giang và các đồn binh Quản Bạ, Bắc Quang, đoàn cán bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chiếm cứ được ngay từ sáng sớm ngày 14 tháng 8 năm 1945. Cách ít ngày sau, Vũ Quang Phẩm, Nguyễn Văn Tiến, Hồ
và hai cán bộ nữa từ Côn Minh trở về Hà Giang, quân chính được tổ chức ngay. An ninh trật tự được vãn hồi, chợ búa buôn bán, mọi ngành lại bắt đầu hoạt động lại như cũ. Tình thế tỉnh Hà Giang khi ấy cơ hồ bán cô lập. Sự liên lạc với Trung ương Đảng bộ Hà Nội cũng như các chiến khu đảng bộ khác không ngoài cách cử người đi tiếp xúc, vì các đường dây điện đều bị gián đoạn. Cơ cấu thông tin ở chiến khu tuy có một máy thu phát thanh nhưng lại bị hư, chưa sửa lại được, nên chiến khu đảng bộ Hà Giang hoàn toàn tự động, tự lực và tự túc. Quân số riêng ở khu về và lấy thêm ở địa phương có ngoát 600 người. Vũ khí dồi dào, một số vũ khí từ chiến khu đưa về, một số lớn do Pháp, Nhật bỏ lại và của quân đội Trung Hoa tước vũ khí của Nhật giao cho. Lại thêm một phần mò được những súng mà quân đội Nhật Bản quăng xuống sông trước khi rút về Hà Nội. Ngoài ra, còn có một số lớn súng máy, đại liên, tiểu liên và súng trường của Pháp, Nhật bỏ lại, nhưng đã tháo vứt bỏ một vài bộ phận, được binh xưởng sửa chữa lại. Và hơn nữa, chiến khu Hà Giang còn lợi thêm được pháo đài, còn nguyên vẹn với quân dụng, chất nổ, thuốc súng và lựu đạn, kíp mìn, vân vân. Sau một thời gian ngắn, mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ban tuyên truyền xung phong được phái đi hoạt động khắp các địa phương, tổ chức thanh niên, nam nữ suốt từ Bắc Mê, Bắc Quang đến Yên Bình xã, đưa về cơ quan trung ương huấn luyện chính trị, quân sự hàng ngày. Về hành chính, đã tổ chức đến Châu Phó Bảng, Bắc Quang, Đồng Văn, Vị Xuyên và các bang Quảng Bạ, Bắc Mê, Vĩnh Tuy. Để giải quyết vấn đề cộng sản trên toàn diện, phải dùng tới giải pháp quân sự. Nói đến quân sự thì không thể trong một thời gian ngắn mà đã tổ chức huấn luyện được. Bởi vậy, Nguyễn Tường Tam mới tiếp xúc với thiếu úy Viên, nguyên là thiếu úy trong quân đội Pháp, đem một số binh sĩ dưới quyền chạy sang Mông Tự bên Trung Hoa. Từ khi quân đội Nhật Bản đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại Đông Dương. Khi đặt ra vấn đề thu nạp, thì thiếu úy Viên đưa ra điều kiện mà Việt Nam Quốc Dân Đảng không thể chấp thuận được. Đại diện Trung ương Hải Ngoại Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng xét thấy thiếu úy Viên tuy có một số lớn binh sĩ dưới quyền, nhưng là người của Pháp, khó lòng mà tin cậy được, nên từ chối đề nghị thu nạp thiếu úy Viên do Trung ủy Nguyễn Tường Tam đề nghị. Về sau, thiếu úy Viên lại thay đổi ý kiến, bằng lòng kéo quân về Hà Giang, hợp tác với Việt Nam Quốc Dân Đảng mà không đòi hỏi một điều kiện nào cả. Không những thế, cả đạo quân đang đóng ở Sao Pa cũng tình nguyện xin về giúp. Tổng số cả hai đạo quân có tới hơn 600 người. Sở dĩ thiếu úy Viên thay đổi ý kiến là bởi vì các tướng lãnh Pháp là quan thầy của thiếu úy Viên ở Côn Minh ra mật lệnh cho Viên nên thừa cơ hội đem quân về nước diệt ngay Việt Nam Quốc Dân Đảng trước, đợi Pháp sẽ vận động về sau. Vì theo lệnh đồng minh khi ấy, quân đội Pháp đều bị tước hết vũ khí và cấm ngặt không được phép trở lại Việt Nam. Vậy nếu không phải là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thì chính phủ Trung Hoa không cấp giấy phép xuất cảnh. Mưu toan của bè lũ thực dân Pháp là như vậy. Nhưng ông Nguyễn Tường Tam, với cả tấm lòng thành, muốn sớm diệt cộng sản, cứu nguy cho đất nước mà thôi, không hay biết và tiên liệu được âm mưu phản bội lớn lao về sau này. Tuy vậy, đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngoại Bộ ở Côn Minh vẫn cương quyết không chịu thu nạp thiếu úy Viên.
sau có sự thương thảo giữa Nguyễn Tường Tam và Hoàng Quốc Chính, viết thư từ Hà Giang phái liên lạc đưa lên Côn Minh khẩn khoản yêu cầu cho thiếu úy Viên xuất quân về hợp tác vì tình hình đảng ở trong nước càng ngày càng thêm bối rối. Đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng Hải ngoại bộ ở Côn Minh chấp thuận, ra chỉ thị cho Vũ Liên Khai là người phụ trách khi cấp giấy thông hành nhập nội và kỳ hiệu, phải chia đạo quân của thiếu úy Viên ra làm hai toán. Một nửa quân số do thiếu úy Viên chỉ huy về chiến khu Lào Cai để thuộc dưới quyền điều khiển của ông Vũ Hồng Khanh. Còn một nửa quân số thì do thiếu úy Mai chỉ huy đưa về chiến khu Hà Giang thuộc dưới quyền chỉ huy của Hoàng Quốc Chính. Để đề phòng khi thiếu úy Viên có muốn tạo phản thì cũng không đủ lực lượng. Nhưng Vũ Liên Khai đã không thi hành đúng theo chỉ thị, mà người đưa thư từ Côn Minh về Lào Cai và Hà Giang lại bị Cộng sản bắt được, thủ tiêu ở dọc đường. Để có đủ lộ phí đưa đạo quân của thiếu úy Viên và thiếu úy Mai về Hà Giang, Nguyễn Tường Tam từ Mông Tự trở lên Côn Minh lấy số bạc 200.000 đồng hoa viên của Lý Xuân Lâm gửi cho đồng chí Nam Phong. Liên tục chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi phần 10, chương 9, thiên thứ 3, ba viên tạo phản do Nam Anh trình bày. Ba viên tạo phản. Về tới Hà Giang, Hoàng Quốc Chính với cả tấm lòng thành khẩn, đạo đức cách mạng đem ra đối xử với thiếu úy Viên cùng với các anh em binh sĩ, ra lệnh mở kho, lấy binh phục và súng đạn võ trang đầy đủ cho số hơn 600 binh sĩ ấy, đồng thời phong cho thiếu úy Viên lên chức đại úy, cho thêm phần sĩ diện, và từ đấy mọi người xưng hô là Ba Viên. Sau khi đã ổn định tại đất Hà Giang, Ba Viên liền ngầm bắt liên lạc với một tên thân cộng sản là Lê Thọ Hòe. Hoàng Quốc Chính được mật báo, nhưng Quốc Chính đã không chịu chấp thuận đề nghị của đồng chính xin câu lưu Lê Thọ Hòe. Hoàng Quốc Chính cho rằng nếu giam giữ Lê Thọ Hòe thì đồng bào ở Hà Giang sẽ cho Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng khủng bố, vì vậy nên đặt người canh chừng Lê Thọ Hòe là đủ. Ba Viên thấy ngăn trở cho sự tiếp xúc của y, bèn đề nghị với Hoàng Quốc Chính xin cắt cử một số lính thân tín của y đến canh giữ thầy. Ba Viên còn tự ý phái một số lính cho đội Thọ cầm đầu đến chiếm đóng đồn Bắc Quang, rồi xin nghỉ phép ít ngày về Hà Nội để được tiếp xúc với Trung ương Đảng bộ Hoàng Quốc Chính chấp thuận. Thừa biết rõ âm mưu tạo phản của Ba Viên, Hoàng Quốc Chính đã bí mật dùng mỹ nhân kế, nhưng kết quả không thành vì Ba Viên hết sức đề phòng. Dưới trướng lại có hơn 600 binh sĩ, gồm toàn những phần tử thiện chiến với khí giới đầy đủ. Thật đúng câu, nuôi ong tay áo. Khi Ba Viên trở về Hà Nội, Hoàng Quốc Chính mật phái đặc vụ theo Ba Viên để thừa dịp thủ tiêu kẻ phản bội. Nhưng việc cũng không thành, bởi Ba Viên đề phòng rất cẩn mật. Về tới Hà Nội, Ba Viên đến thẳng gặp ông Hồ Chí Minh. Họ Hồ e ngại Việt Nam Quốc dân đảng biết, nên ngay ngày hôm sau, ngầm phái người hộ vệ đưa Ba Viên lên thẳng Thái Nguyên. Đến Thái Nguyên, Ba Viên viết thơ, mật phái người đưa đến tận tay đội Thọ ở đồn Bắc Quang. Đội Thọ xuyên đường rừng về thị xã Hà Giang, trao mật lệnh cho thiếu úy Hải và thiếu úy Mai. Sớm ngày 10 tháng 10 năm 1945, hai thiếu úy Hải, Mai dẫn quân lính ra bãi tập theo như thường lệ. Vào khoảng 7 giờ sáng, có mật viên đến báo cho Trịnh Đình Lương biết có lẽ là quân lính Ba Viên sẽ khởi loạn vào lối 9-10 giờ. Trịnh Đình Lương tức thời cấp báo cho Hoàng Quốc Chính biết và đề nghị đem ngay số tiền trong quỹ ra phân phát cho các đồng chí hiện diện, rồi thoát ngay khỏi Hà Giang để bảo tồn lực lượng, vì số võ trang đồng chí đã phân phối hết
đi đóng giữ ở các đồn xa. Số còn lại toàn những người nằm dưỡng bệnh, không còn đủ lực lượng chống đối lại được nữa. Giữa lúc ấy, hai tên Hải, Mai chỉ huy một tiểu đội võ trang toàn tiểu liên, thanh giải, hai tên lính bị trói vào tư lệnh bộ. Chúng nói với lính gác cổng xin vào để trình cho chủ nhiệm Hoàng Quốc Chính. Hai tên lính này ăn cắp súng. Đến khi cả toán vào khỏi cổng thì hai tên lính bị trói vùng bỏ chạy. Cả tiểu đội hò hét bắt lấy nó, quân Việt Giang. Nhưng sự thật là để chúng bủa vây xung quanh tư lệnh bộ. Tiếp đó tên Hải tiến vào phòng khách mời Vũ Quang Phẩm, Hoàng Quốc Chính, Trịnh Đình Lương ra sân, nhập với một số đồng chí do chúng đã dẫn từ các nơi về tập trung tại đó. Đoạn tên Hải móc trong túi ra một lá thư, không rõ là của Ba Viên gửi đến hay do tên Hải viết, đọc lớn trước mọi người. Nội dung lá thơ quy tội cho tư lệnh bộ Việt Nam Quốc dân đảng. Hà Giang đã phản bội chúng nên chúng phải hành động quyết liệt, vân vân. Các cơ quan ngoại phố, loạn quân cũng đến, vây bắt hết, tổng số gần 200 người tập trung vào cả tư lệnh bộ. Một hồi sau chúng thả ra một số nhân viên, những người ngoài đảng, số còn lại ngót 100 người, chúng dẫn đến giam vào lao xá Hà Giang, các lính của chúng canh gác nghiêm mật. Tại các đồn lẻ, chúng chia nhau đi lừa bắt hết các võ trang đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, trên 500 người đưa về giam ở lao xá Hà Giang. Trước biến cố quan trọng ấy, Trung ương Đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng ở Hà Nội hoàn toàn không hay biết gì cả. May thay Nguyễn Tường Tam cũng vừa rời Hà Giang cách đấy mới 3-4 ngày. Sang ngày 14 tháng 10, loạn quân đón quân đội Cộng sản vào thị xã Hà Giang do Lãnh Thành, một tên sát nhân lợi hại, cầm đầu. Ngày 17 tháng 10, quân đội Trung Hoa từ Hà Nội đem theo một số quân nhân Nhật Bản đến Hà Giang để phá hủy các pháo đài tiếp giáp biên giới Việt Hoa. Cộng sản e sợ quân đội Trung Hoa đến Hà Giang do biết việc phản loạn của chúng vượt qua tất sẽ can thiệp. Cộng sản liền vi thiền một số vàng yêu cầu cấp chỉ huy quân đội Trung Hoa xin tạm đóng quân ở ngoại ô Châu Thành, Hà Giang 3 ngày. Trong khi ấy, Cộng sản cấp tốc cho trưởng vận hết số khí giới trong thành của Việt Nam Quốc dân đảng đi nơi khác. Tiếp đến hồi 10 giờ đêm, khuya ngày 20, Cộng sản đưa Hoàng Quốc Chính, Vũ Quang Phẩm đến giam ở Châu Vị Xuyên. Một số cán bộ đảng viên hàng năm, 60 người một. Trong số có Lưu Đức Thi, Trịnh Đình Lương, Vũ Tâm Ba, Nguyễn Đình Sự, Nguyễn Đình Trọng đưa vào Cầu Phát, cách thị xã Hà Giang 3 cây số thủ tiêu. Nhưng nhờ sự may mắn có Trịnh Đình Lương đã thoát chết vì mấy nhát búa đã trượt xuống vai. Còn lại, một số cộng sản đưa xuống 5 chiếc thuyền to xuôi dòng ngoại xảo thuộc Châu Bắc Quan dẫn vào rừng dùng lưỡi lê giết hết. Ngày ấy là ngày 23 tháng 10 năm 1945. Hoàng Quốc Chính trong khi bị giam ở Vị Xuyên đã giấu được một con dao nhíp rất bén. Thừa cơ hội tên lính gác ngủ gục, Chính gỡ được dây trói, dùng dao đâm lia lịa vào tên lính gác. Không may, bọn lính ở ngoài nghe tiếng kêu liền u vào và dùng bánh súng đập túi bụi vào đầu Chính rồi lôi ra hố tác chiến chôn sống. Còn Vũ Quang Phẩm cũng ngay sau khi Cộng sản dẫn đến khu nhà bò cách Châu Lỵ Vị Xuyên độ 500 thước giết chết rồi thả xác xuống Lô Giang. Hôm ấy là ngày 21 tháng 10 năm 1945. Thi hành bản án xử tử Ba Viên. Sau ít ngày, Trung ương Đảng bộ Hà Nội mới nhận được báo cáo về Ba Viên đã tạo phản ở chiến khu Hà Giang và hiện có mặt ở Hà Nội. Trung ương Đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng liền lập tòa án cách mạng tối cao kết án xử tử Ba Viên và ra lệnh cho ban ám sát thi hành bản án ấy. Kim Chi lãnh sứ mạng và xin hạn nội 7 ngày sẽ thi hành xong. Nhưng
gặp phải một trở lực rất lớn là ban ám sát, tuy vẫn đi lùng kiếm mà không một ai được rõ mặt Ba Viên. Đến ngày thứ bảy, một đồng chí anh giáp đến báo cho Kim Chi biết Ba Viên cùng một Mai hiện đường ăn uống ở hiệu cơm Tám Giò Chả Tân Việt ở ngay xế cửa nhà Kim Chi. Hiệu sách Trường Xuân gần chợ Hôm Phố Duy Tân. Kim Chi liền sang nhận diện thì đúng như sự phát họa của cấp trên. Kim Chi tức tốc về triệu tập ban ám sát Đặng Tứ Kính, tức giáo 10, trưởng ban Đức Nhật Kiều, Sĩ Đường và Kiều Công Dũng. Giáo 10 phân công cho Sĩ và Đường với nhiệm vụ hành thích Ba Viên. Kiều Công Dũng cởi xe đạp, giả làm khách bộ hành, chờ khi thi hành xong, người giết Ba Viên sẽ chạy đến giả đò cướp chiếc xe đạp ấy để mà tẩu thoát. Còn Kim Chi, Đức và giáo 10 thì đi theo, điều khiển và hộ vệ. Lúc ấy, vào 10 giờ rưỡi sáng, Ba Viên cùng một Mai từ hàng cơm Tân Việt trở ra đường, sánh vai nhau, lững thững đi bộ đến đầu ngã tư phố Quốc Xà. Nhận thấy là nơi thuận tiện, giáo 10 ra lệnh cho Sĩ thi hành, nhưng Sĩ đâm run sợ, đường liền tiến lên nhận khẩu súng rồi đợi Ba Viên tới cột đèn đầu ngã tư bắn luôn hai phát súng lục vào sau lưng. Ba Viên gã gục chết liền, còn một Mai bỏ chạy theo lối chữ chì trốn thoát. Đường móc túi lấy bản án xử tử dưới ký tên Hùng Xám gài vào trước ngực Ba Viên, rồi nhấc cái cặp của Ba Viên lên xem, nhưng không tìm thấy tài liệu gì, liền vứt bỏ lại, chạy ra cướp chiếc xe đạp của Kiều Công Dũng, tẩu thoát vô sự. Cho mãi tới hồi 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1946, có hai thiếu nữ quen đến nơi Đường ở, hiệu sách Trường Xuân, rủ Đường đi dạo phố. Nhân tiện Hữu cũng đi theo. Hai thiếu nữ dẫn Đường và Hữu đến góc đường trước cửa hiệu Phúc Lai, bị trinh sát viên cộng sản chĩa súng bắt đứng lại khám xét. Hữu giơ tay hàng, Đường không trần chờ nhảy sổ lại giật ngay khẩu súng của trinh sát viên cộng sản, nhưng không may Đường đã vồ hụt liền bỏ chạy, bị cộng sản đuổi theo bắn trúng chân vào đùi Đường, Đường bị bắt và mất tích. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, bản biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần 9 và phần 10 chương 9 thiền thứ 3. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới với phần 11 và phần 12 chương 9 thiền thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đạo biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị cùng bố quyến dạng sự an lành, may mắn và dồi dào sức khỏe. Vì tổ quốc quê hương bao lớp trai lên đường, tình tổ quốc quê trong bao xưa, chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngã hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non vì buồn. Chết vì tổ quốc hay chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang phát trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công, không thành công thì cũng thành nhân, thì cũng thành nhân. Ngàn năm thương tiếc những anh hùng vì quân.
tổ quốc quê hương quyền trong máu xưa. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông yên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là cổng đứng trước quân thù, chẳng ngày mùng ngày ta yên bái nương non. Ta sung sướng chỉ ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương. Việt Nam vạn quê màu vàng pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhau. Chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Thiên những anh hùng vì quân phong thần. Không thành công.